Dạ thì Kim Khiết xin kính chào bà con cô bác. Hiện tại thì Kim Khiết đang có mặt ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sáng giờ em lên nhà của Lan Anh, thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa thứ 2 tập 7. Sáng giờ được bà con cô bác đãi ăn quá trời đồ ăn ngon luôn. Rồi bây giờ chuẩn bị về á, ba của Lan Anh còn rủ ra vườn để mà hái trái cây đem về làm quà nữa. Mà sao lộn hả anh? Clip này chỉ có tắt với chanh thôi bà con bác. Dạ, xin chào quý khán giả của Thùy Kiên Thiết. Rồi mà ông chú ông ngủ hái ổi với lại mít thì clip bên kia gì coi. Dạ. Qua bánh tiệm ấy. Hèn chi em không thấy ai hết trơn á. Đi đi. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ ruồi mái lá nghèo cũng đừng dùng xíu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mây còn không héo mới mưa dầm, mây lại héo dày. Cha ơi sao cha chưa về nhà, trên bếp dưới vắng tanh, đời với trong mỏi mòn ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa tàn cơn mưa dầm. Mẹ gần về chưa? Trời xa mưa giông cho mưa heo gió mèo cây cầu. Cha bắc qua sông để mẹ về, nước tuột nuột dây. Trời xa mưa giông thu buồn, con bãi đứa đò cũng lạnh lùng. Bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa. Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài, để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè. Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng, nuôi ngọn đèn trông. Thế nào tia nắng cũng lên trên giang bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cắm cầu. Hay quá trời. Ủa? Tặng con sen chưa nở nè, tặng con bông sen nè. Con Ủa này cô thì làm ghiền ghiền con hát đó, anh? Hát hay quá. Nghe là rụng rời tai chân. Đã thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 mà cô thì ghiền Nó chưa có nở. Ừ, chưa nó nở chưa có nở. nè, tặng con cái ngó sen, Dạ, con cái đài sen. Trời ơi, hái ổi bên đây, ổi quá trời, sao được nhiều chưa? Cũng được còn cái trái đó, trên nó ngon quá trời kìa anh Khương. Đó, trái trên đó đó. cái này là mình chừa lại hay là mình hái tới chú? Đúng là chưa tới đó. Vậy để con hái ha. Trái đó ngon á. Đúng rồi. Con hái cho. Hái chưa tới đó. Tưởng, không được luôn, phải leo rồi. Tưởng đâu là chú chừa lại. Chú cắt là thường lại thì ấy rồi, mấy trái vậy là chú lấy cái móc, chú móc luôn á. Dạ. Ngon ghê á. Mình tháng thì bán khoảng được mười mấy tấn không chú? Có một hai ba cây đâu có nhiều đâu. Dạ. Đâu ơi. Vậy đó. Kiếm tiền nước mắm rồi ha. Mắm muối rồi ha. Đúng rồi ngày. Dạ. Nó anh thì nó lo cho con đó đó. Đúng ngang luôn. Đây. Ôi, còn nữa bé luôn không? Bé hết luôn á. Hết luôn. Hồi nãy là tính là bé luôn hết, tôi ra chắc hết trơn á. Cái hồi đó mấy cháu về cái mình tặng cho mấy cháu về quê chứ. Cái nhà rồi bây giờ về cũng tặng nữa. Mà không không lấy thì chú buồn phải không? Đâu đúng rồi. Con không lấy nha. Đó, cặp này nè. Đó. Nguyên cặp luôn chứ. Không á, cặp mấy hai trái ngoài luôn cũng chắc ăn được hết. Dạ đây. Chắc hết. Dạ đây. Cái này sao mà lúc đó giới ra để mà bọc được vậy chú? Chú có cái, chú có thang. Dạ. Nhưng mà cái ổ này khác hơn ổ hồi xưa. Dạ. Cái ổ hồi xưa nó lùng lùng dưới này không à. Ổ này kêu ổ nữ hoàng nè. À. Rồi đờ lon. Còn hồi xưa là xá lị nghệ là nó lùng lùng dưới này. Cái ăn giới thiệu cái nó mốt kêu cái này kêu nữ hoàng nè. Dạ. Rồi còn trái thử coi.
Rồi xong, bao nhiêu đó được rồi. Một trái nhỏ nhỏ đi. Còn đây là lần trước là còn mấy cây luôn á. Nhưng mà có mấy cây này nó trống, nó trả, nó trái nhiều hơn mấy cây bên kia. Có mỗi. Dạ. Có hơn nhiều đó, chứ cũng 4-5 kg rồi đó. Mấy đứa chị của ông Lan Anh á, biểu đắp mô trồng sầu riêng đi. Trồng sầu riêng chứ. Phá ba cái chanh đi. Dạ. Chú Vy Lan là tính phá ba chanh luôn á. Dạ. Chanh nó cổ rồi chú ơi. Cổ rồi đó. Cái hộ đó tàn chanh bên đó là bao nhiêu năm mà con chưa ra đây Lan Anh? Để con nhớ coi. Lan Anh được cách đây là khoảng 10 mấy năm đó đâu á. Dạ. Anh. Dạ con ăn ngồi. Dạ cảm ơn chú. Còn Phong chắc lần đầu tiên ra đây quá à? Dạ đúng rồi. Về đây hai đứa toàn trong nhà không? Dạ. Không bao giờ ra đây, bữa này là ngày đầu tiên á. Mà bên thằng Phong, bên anh Sô cũng có chồng ở, còn cặp bên nhà cũng số. Dạ. Nhiều, nó về nó đâu có đi đâu. Nói ngọt quá. Ủa con mít nào mà có chín không chú? Mít này thì nó chưa có chín nhưng mà nó hỏi đi lại giống coi lại là nó còn thoát trái chín. Còn hả chú? Ừ. Đâu chú? Chứ mít này đâu đâu con lấy vậy? Ở đâu? Ở đâu chú? Ba chỉ chỗ bà. Rồi giờ có mít chín ngon à. Hôm đó rồi cắt rễ còn lại trái này nè. Chú để đó luôn hả? Đúng rồi. Mùi thơm rồi. Ngon quá. Trên kia mua bao nhiêu ngàn ký à? Cây này nó vậy, nó còn mấy trái mới bọc ngày qua trên đó. Dạ. Ồ, nhóc cái trường trái luôn. Cái gành của chú còn bên đó đó. Dạ. Thế rồi chú. Cây mít đó cũng của nhà mình hả chú? Cây mít bên đó cũng của nhà mình đấy. Quá trời mít luôn. Đây là hột chín luôn chú. Đây là chín luôn rồi đó. Cái này ăn ham bán chú. Chín rồi là bán thì ít cái mấy cái công ty ở vậy là giờ mình vậy là giờ mình khui ăn hả chú? Khui ăn. Dạ. Tưởng bán thì mình để bán. Bán còn mua. Em cầm dao cho. Thôi, mít này chín ngon nè. Có con chim gì nó cạp nữa nè. Lủng hình lỗ rồi. Chim hay chuột? Chuột. Dạ. Chuột. Đi đi tới tới thì. Chuột mất. Cái này chắc con bác không có mà chú không biết thì về nè. Họ không để dành. Có lọc ăn. Hai chồng con qua đây nè, dẫn dẫn hai đứa nó qua đây ngồi nè. Ở đó mát hơn. Có chừng anh. Để bà dẫn con qua đây. Nắng quá. Ở thì cổ này xe mít cơ thôi. Trời trời, em hả? Sẽ ăn sao? Cắt đôi rồi hả? Ai biết sẽ sao ăn được đâu. Dạ. Rồi. Bình thường ở nhà chỉ coi cha cắt thôi chứ chưa cắt bao giờ. Quay phải cắt chứ mình làm chứ đó. Đó. Trời ơi, ngon vậy. Ôi ôi. Lỗi chuột. Mình làm cũng được chứ bộ. Không lá ổi chuột không được. Lá ổi chuột mới lấy lá chuối. Lá chuối á, lá chuối chuột cũng được mà chú. Lá chuột cũng được nữa. Không có lá chuối, lá chuột nó hay hơn. Lá chuối chuột sạch sạch. Chuối lá chuối thì đúng bài nhưng mà lá ổi cũng được. Ổi nó cũng bám nè. Ở đây thì dính dính mũ. Dạ. Ồ, thơm lắm, thơm ngon quá. Wow. Đổ được mà. Thôi ngon dữ ta. Hên ha. Ừ. Có lọc ăn. Không phức luôn. Đây đây, đây đây, đây đây. Được không? Được. Cũng được quá chứ. Chú diễn rồi cho bà con bác cũng thấy rồi chứ. Ồ. Chưa hết. Nè lấy dao nhỏ nè. Dạ. Nhỏ xẻ. Để chẻ ra cho dễ cắt. Ôi ôi. Về vườn ăn cái gì cũng ngon ha. Ăn tại chỗ hả? Được rồi đó. Xíu nữa, xíu nữa. Đây. Ủa cho nó. Bà con của bác có nghe thấy mùi thơm mà. Không phức luôn á. Không phức luôn. Dạ. Đang anh ơi, chị Thùy rủ con đi làm MV kìa rồi đó. Thiệt.
Nãy giờ chị ngồi chị nói với chú hoài kìa. Ừ, chịu không? Dạ chịu chứ. Em hát thôi. À, chi phí nhưng đầu mà... tư rồi chị bỏ ra, chị đầu tư hết. Chị ơi nhưng mà... Tại vì chú hồi kỳ chú cũng nói để chú làm sản phẩm cho con mà thiệt sự chú bận công chuyện nhiều quá. Nhưng mà con chỉ biết hát là con không có biết diễn chú ơi. Diễn thì chú làm kịch bản nào cho con phù hợp cho con thôi. Hát được là được rồi, còn diễn có chú Khương. Mọi người diễn, con hát. Bởi vì là hồi giống như chú nói với con đó, hồi con hồi con mà quay cái clip mà con cắt tin là bà con bác đã khen con hát hay rồi. Rồi con thi bà con bác cũng khen hát hay nữa. Mà chị Thùy á, là chị Thùy là nhà tài trợ chính của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2. Chị rất là mến cái giọng hát của con. Đó. Cái giọng gì mà ngọt quá hát trời hôm luôn. Hôm nay là đi là có mình chú đi thôi à. Mà chị Thùy chỉ thích giọng hát của con quá. Dạ. Cho nên là chị nói cho chị đi cùng với để nghe Lan Anh hát. Rồi nãy giờ hát rồi thì mới nói với chú là chị hát không hay cho nên là chị nghe ai hát hay chị rất là thích. Đó. Cho nên là hỏi về chú có làm MV cho con không? Chú nói là thì cũng tính làm á, nhưng mà bận quá không biết chưa khi nào làm. Đó, cho nên là chị nói là vậy nếu mà anh chưa làm thì thôi để em đầu tư cho Lan Anh. Thì MV giờ con làm thì con sẽ coi như con chọn bài. Con chọn vài bài nào phù hợp á. Rồi xong rồi con cảm ơn chị. Con tập luyện. Rồi xong rồi chú sẽ đặt làm beat nhạc rồi xong con đi thu rồi mình sắp xếp ngày đi quay. Đó rồi chị Thùy sẽ lo cái phần chi phí sản xuất cho con. Thứ hai nữa là ngày nào con đi quay thì con không có đi làm thì chị thì sẽ gửi thù lao cho con. Giống như mọi khi mà con đi với chú gửi thù lao cho con vậy đó. Con không có mất tiền. Con có được tiền nữa, tiền nhiều hơn ngày làm của con nữa. Thứ hai nữa là con cũng được, con muốn hát họ. Được hát là mừng rồi chú. Được hát là vui rồi. Hồi đó nó học trong trường âm nhạc cao mà bây giờ nó làm bên này, ví dụ mà học đàn tranh hay nó cũng ấy rồi, chưa nâng lên rồi nó được qua cái ca hát mà nó có được sao để nó có được đơn nữa nó đó thì nó cũng ấy hơn, nó có tương lai hơn chút. Được thì là tiến hành làm liền luôn, sang tháng mình làm, nay cuối tháng rồi, nay cuối tháng mình sang đầu tháng mình làm, mình cho con đóng vai nào mà cho người ta thương con thiệt là thương, còn cho chị thì đóng vai nào cho người ta ghét. Chị thì đầu tư nhưng mà chú nói gì kỳ. anh Khương là thích dìm chị lắm. Trong mỗi MV mà con MV cũng có người thương người ghét không, nhưng mà con thì chắc chắn là bà con bác sẽ thương con rồi, cho nên là chị thì phải đóng cho người ta ghét, người ta càng ghét chị thì càng thương con, mình có vai diễn thôi mà. Chết em luôn á. Có gì đâu, kệ mình diễn đi, mình nâng phải thương đều cái hai chị em chứ. Cha em nó lên phải có một cái đặc trang trọng gì phản diện hơn. Đúng rồi, nó mới hấp dẫn chứ còn quay điều điều đâu có hấp dẫn. Dạ bà con cô bác ơi, lỡ sắp tới em có đóng vai ác thì cũng đừng ghét em nha. Không, thường cái này chị đóng vai ác đạo diễn mà. Không phải tại em chị mà đóng vai ác mà người ta ghét thiệt là chị đóng đạt rồi. Đóng vai ác mà người ta ghét thì cũng là thích xuất sắc rồi đó. Bà con biết mà, có gì mình quay hậu trường mình nói giờ quay MV này để tặng với Lan Anh. Tôi coi lại bữa mà Lan Anh nó cao không bản là rau đắng gì đó với thằng nhỏ em bé đó. Vì hai gì vậy? Xúc động không chú? Xúc động. Coi lại xúc động. Chú có khóc không? Coi trong cái điện thoại thì nó cũng không đổi chứ coi trực tiếp chắc khóc à. Cái điện thoại nó nhỏ quá ha, không thấy rõ. Cái lúc ngày phát sóng ba em đâu có biết đâu. Vậy hả? Em gửi link Zalo qua. Em đâu biết mắt không? Gửi qua Zalo mới biết. Cái tôi mới coi lại thì mới đây nè thì thấy Châu Thanh Ngọc Quyền nó có lên kêu em đi, có chồng em đi không, có thằng nãy lên nữa nè. Tôi nói được không Phong, vậy đó làm MV cho Lan Anh được không? Dạ được. Thì cái chuyện là làm ăn kinh tế nhà chú với chị giúp. Mẹ em thì đó trong chương trình cũng có nhiều người hay anh không mất nè anh để chị gỡ cũng có hay. Dạ mà chị thì chỉ cảm ơn Lan Anh em đưa cho em mẹ sẽ thấy ra muốn làm cho Lan Anh tới mà coi như là món quà đó tình cảm. Lúc nghe Lan Anh hát ở trên trực tiếp là chị đã thích rồi, cái chị nhắn cho anh Khương chừng nào mà đi đi xuống nhà Lan Anh cho em đi với nha. Anh Khương nói rồi hôm nay anh đi anh rủ á. Là chị xuống trước luôn, chị đợi anh cả tiếng một hồ đó để được vô nhà em á. Nhà gần mấy bữa học đồng là không có nôn quá hả? Xúc động. Dạ
Tức như cái bữa hợp đồng mà Khương xuống đây là chưa có em nè. Chưa, tao có hợp đồng sáng này là Lan Anh nó điện về sớm. Dạ. Mẹ ơi, có mấy chị nữa. Mấy chị, vậy mấy chị. Dạ, ngon quá. Một nó ngứa nhờ nhờ bé. Cái này Bạc Hà. Ở Bạc Hà hả? Bạc Hà. Em ở thành phố nào vậy? Em thấy nó trắng tươi, em tưởng mùng nữa. Bà Hà nữa rồi nha. Bà dạy nữa. Bà Hà cũng vẫn ngứa bình thường. Dạ. Biết cọng rau này không? Rau chai. Rau trái. Biết mà. Cái cọng rau chai này, cái cọng này không? Biết luôn, mùi ngò gai. Để cho nó tốt lên. Ăn phở ngon ha. Dạ. Cái này nó giảm thấy nhiều ghê luôn á. Dạ. Cái này nó, cái này nè. Cái này mà luộc. Chấm nước tương. Chấm tương, chấm chao, bão phát luôn. Thiệt luôn, ngon lắm luôn. Dạ. Bây giờ ta ít ăn tại vì sợ ở trong vườn ta xịt thuốc nữa. Ăn ngon bằng cộng cái này. Chọn làm đi, làm phim ca nhạc đi. Dạ. Làm phim giờ chọn chừng làm chừng 4 bài đi. Anh mà có ác cũng ác thiệt vui vui nha anh, chứ đừng ác thiệt à, ác nha anh. Ác vui vui nha anh, ác hài thôi. Tới rồi. Ác, ác vui hả? Dạ. Mới nghe khái niệm này lần đầu à? Ác mà vui. Mới nghe khái niệm lần đầu hả? Ác dễ thương chứ đừng ác thấy ghét. Hả? Dạ. Ác mà ngồi ác, dây ác mà khóc luôn hả? Khóc luôn. Kiểu như bà, cái bà quay cá lương rồi bà gì? Cô không nghe. Không nghe. Nghi Xuân Tấn Lực. Rồi xưa coi khóc quá trời chứ. Coi thương ha, đó mấy cái bạn nó hay. Dạ. Vậy vậy ok thôi con... Con nghỉ bài đi, hoặc là chú chọn bài cho. Hay chú chọn bài cho. Dạ, chắc chú chọn đi chú. Ừ. Chọn xong cái con học bài. Con học bài, con dạ. Đi thư. Dạ. Thu rồi mình... Rồi cô thầy xuống đầu tư cho. Cầm bao con cái vậy, con cái chừng 500 triệu vậy. Dạ, thôi. Con cái khoảng 2 tỷ rồi. Được không? Được. Được rồi. Dạ. Nhưng mà hứa nha, cho em đóng vai ác dễ thương em chịu nha. Ác phải có người thương. Em đóng vai ác dễ thương phải không? Dạ. Vậy thì tên của em nhân vật là ác dễ thương. Bà ác dễ thương đâu. Vậy thôi. Tên ác dễ thương. Chứ làm mà chứ mình chú làm không sể. Dạ. Chú nhiều công chuyện quá. Mà làm... thật sự làm bạn này không làm bạn kia mà cũng buồn. Giờ chia ra thì làm được cho Lan Anh thì mừng, rồi mốt nói Vân rồi nói Dung làm thêm cho mấy bạn nữa, mấy bạn nào cũng có sản phẩm kỷ niệm. Cũng nói về giọng hát đúng là hay là do mình gu mình thích hát mộc mộc vậy đó. Thích hát có cảm xúc vậy chứ còn rất là thích giọng hát của mấy bạn luôn. Dạ. Mà năm nay bạn nào cũng hay hết anh ơi. Ừ. Chắc cuối năm mình làm cái gì mình mời hết tất cả các bạn lại hát một lần nữa anh cho nó vui vui. Cuối năm em làm hội nghị khách hàng đi. Dạ. Em làm hội nghị khách hàng, em cảm tri ân khách hàng, cảm ơn khách hàng, học fan rồi luôn. thì tổ rồi chức xong. Thì được rồi đó, còn anh đứng ra anh quay anh đồ. Chứ cái kia thì em cần phải cảm ơn khách hàng đúng không? Dạ đúng rồi. Cảm ơn khách hàng. Năm nào em cũng làm tất niên này nọ luôn. Cảm ơn khách hàng cũng giới thiệu sản phẩm rồi. Dạ. Làm chương trình mấy bạn hát biểu diễn. Mà giờ có chờ đi, chờ cái clip này đăng lên. Coi quý bà cô chú chắc ủng hộ mà. Thế nào quý bà cô chú cũng ủng hộ ý này. Ủng hộ dự án ác dễ thương của em. Ừ. Và Lan Anh. Lan Anh là dễ thương chắc rồi đó. Nghe giọng dạ, hát thôi dạ, là dễ thương rồi. Lan Anh mà nó hát cái bài mà đúng câu chuyện, đúng hoàn cảnh mà xong rồi ngồi trong một cái không gian rồi trong một cái câu chuyện gì đó là cảm xúc liền. Cái rồi lỡ em đang đóng vai ác mà em khóc rồi sao? Nó khóc hả? Hả? Rồi sao ta? Lan Anh sẽ thổi mẹ đừng có, mẹ hả chị vậy? Mẹ đừng có khóc. Nước mắt cá sấu. Vậy thôi mà thì cũng hay thì cảm xúc lắm. Dễ khóc lắm à. Dạ coi tập 8-12 Thủy rồi Vân ngồi khóc trời ơi bà khóc quá trời khóc. Nhưng mà cảm xúc tội nghiệp đó, tại nhiều khi mình có con dạ mình thấy mấy đứa nhỏ vậy mình thấy thương, mấy đứa nhỏ dễ cảm xúc hơn.
Nhìn thấy mấy đứa nhỏ nó tội nghiệp, chịu không nổi. Dễ khóc dễ cười. Dạ đúng rồi. Mình về đây là người có cảm xúc á, người đó là cảm xúc thuộc về nghệ thuật. Đáng lẽ em phải đi theo nghệ thuật. Ai cũng có cái năng khiếu nào hết trơn rồi sao theo nghệ thuật. Theo nghệ thuật ít ra người ta phải hát hay, diễn giỏi gì đó. Tại mình chưa có tiếp cận, mình chưa được có qua trường lớp, mình chưa được hướng dẫn. Chứ thấy cũng được mà, diễn cũng được. Được hả? Được. Cũng được. Cái này được. Cái này được sư phụ khen nha. Không. Có nghĩa là về mà diễn cái vai phức tạp mình diễn được, nhưng mà diễn cái vai nhẹ nhàng dễ thương á. Dạ. Diễn đời tự nhiên. Diễn về đời. Ừ. Về diễn xuất người ta cần cái điều đó lắm á. Có nghĩa là diễn nhiều người ta diễn giỏi lắm. Nhưng mà nhiều khi nhìn nó không thật, nó không đời. Dạ. Lan Anh diễn cũng hay nè anh. Ừ. Bữa Lan Anh với Gia Hương diễn hay quá. Ừ. Diễn xém chút nữa là chị khóc á, mà tại vì ngắn. Ngắn hả? Ừ. Xém khóc rồi. Xém khóc rồi chứ chưa khóc. Gia Hương diễn với Lan Anh rồi buông ra rồi bản sao lại diễn với... Cũng hai chị em diễn tiếp. Rồi chốt vậy ha. Dạ. Rồi. Rồi mít ăn luôn. Còn này mang về hả bác? Mang về chú. Luôn. Vậy cảm ơn chú. Cắt thêm vậy nữa thôi à. Này thôi à. Được rồi chú, được rồi. Nhiều con cái còn nhiều, Thủy ăn nhiều chứ con ăn nhiều đâu. Không có còn mấy đứa trống nữa. Dạ không sao đâu. Rồi để tao ăn của mình Thủy ăn à. Cắt bớt. Đắng dạ dạ. Còn đó. Dạ thôi chứ nhiều tài quý thì chú ơi, ăn biết nhiều. Để nhà chú bán. Một bớt sáng không biết bà ngoại trẻ ra hết rồi chứ cắt một bớt sáng cũng ăn bận rồi đó. Dạ. Lan Anh còn bài nào nữa không? Hát chay nghe Lan Anh khỏi gần đàn nha Lan Anh. Bán về hồi đó mà chưa có đi học mà hát. Còn bài nào nữa không con? Không gần đàn ha. Mỏi không? Mỏi. Lấy dép ra đi. Lấy dép đó ngồi. 2-3 tháng này tôi không có tứ quẻ phân gì ba phân. Không chanh. Bài nào con phục không? Rồi bài đó đi con. Nắng quá. Em bỏ để đấy xuống ngồi xuống chứ. Ngồi lấy dép ngồi xuống đại đi. Không ngồi được mà nắng dội cái con khó chịu quá, nóng. Ngồi vậy ngồi trên bực cao. Ờ cũng nắng mà. Ở đây chỗ nào cũng bị nắng dội. Ngồi quay lưng lại. Cái cái. Bây giờ cá bài em đi trên cỏ non đi. Thôi. Con thuộc à? Thôi, con không thuộc. Con thuộc hát chị thì minh quả cho. Nữa hả? Chị thì đi trên cỏ non hả chứ. Chị dập nát cỏ non ta luôn á. Thì banh chành luôn. Hay nha, hát bài yêu một mình đúng không chú? Yêu một mình được, nhà em có hoa vàng trứng ngõ phải không? Dạ đúng rồi. À, bài đó hay á. Hay á, hát bài rồi. Ngồi bên đây nè, Phong ơi, ngồi bên đây nè. Cho nó mát cái mặt mày, mày thấy mày than, cái mặt mày nắng. Sợ đen hả? Không nắng, mình đây ngồi đây mình cũng nắng. Dạ. Tự nhiên nhỏ đang ngồi trong khuôn hình, không dắt ra ngồi ngoài khuôn hình luôn. Tôi ngồi đó rồi, mình cũng ngồi đây nè. Rồi mời con. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có lấy cây ngại quá, có cây leo kia. Lại nha. Có dây leo à? Dạ. Nhà em có hoa vàng trước ngõ, tường thật là cao, có dây leo kín rào, nhà anh cuối con đường ngoài. Thích mấy cái chữ luyến quá ha. Chữ cuối hay quá. Con học đàn nhưng mà còn hát là theo bản năng con hả? Dạ, đàn á là ngày xưa con học trong máy ấm thì được học kiểu như là các sơ tìm giáo viên về á chú để mà dạy hàng tuần thôi. Còn học chính của con là ngày xưa là con học sư phạm âm nhạc. Dạ. Bởi vậy thì đàn là học trong máy ấm. Đó, cho nên dạ dạ. Cho nên thì thôi gắng cố gắng đi đầu tư cho em nó 4 cái MV đi. Dạ. Rồi được bà con bác thương nữa ủng hộ thì mình làm tiếp. Dạ. Cứ gần tháng cái gì cũng được. Ha. Tháng 2-3 cái được không anh? Cũng được. Dạ. Hát nổi hay không thôi. Hát chuyện đừng có hát xong mình lớn qua hát dành hát cho nhỏ luôn nha.
Biết đâu đi chung Lan Anh biết mốt chị hát hay sao? Nghe nghe hoài hát hát hay à? Nghe hoài cũng biết đường hát à? Không thì tất nhiên là người ta nói là lúc đầu là ta phải học hỏi theo thầy mà ví dụ vậy, của Lan Anh để cũng học mấy thầy nó học được. Dạ. Không có chất giọng chú ơi, cái gì nó có chất giọng với lại năng khiếu, năng khiếu nó sẽ nhanh hơn. Còn dĩ nhiên là mình học cũng được nhưng mà nhiều người thôi thầy giỏi chứ cũng thua. Tại vì cái chương trình gì mà thường thường Tấn Thành nữa, đứa nào ấy về Tấn Thành với này kia đó thì cũng về đó người ta giải. Dạ, chắc đấu trường tôi lâm quá. Ừ, đúng rồi. Còn làm đó đó. Dạ thôi chắc giờ đi vô ha. Dạ. Dạ vô chuẩn bị đồ đạc rồi đi về. Dạ. Rồi cảm ơn quý bà con cô bác nhiều. Dạ rồi. Vậy cảm ơn quý bà con cô bác, mấy anh em tụi em cũng cảm ơn chương trình để giờ đến đây quay lại cái cảnh ngộ của Lan Anh hồi xưa giờ. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Dạ. Rất là vui vẻ, dễ thương. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn Lan Anh. Dạ rồi, xin chào bà con cô bác, hẹn gặp lại bà con cô bác. Bà nhớ đón đợi xem mấy MV của Lan Anh nha bà bác. Cảm ơn nhiều. Dạ, xin chào, hẹn gặp lại ạ.